Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Ma Cao Đổ Bãi trong video buổi sáng chủ nhật cuối tuần ngày mùng 5 tháng 5 các bác nhá. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 5 cũng là ngày chủ nhật. Thì kính chúc tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh cũng như xem video của kênh Ma Cao Đổ Bãi một ngày mới, một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên người thân. Vâng, thì hôm nay ngày chủ nhật thì em lại tiếp tục lên các cái sản phẩm nồi cơm điện và mong các bác tiếp tục tiên tiểu ủng hộ các cái sản phẩm bên kênh của vợ chồng em. Đấy, thì đây là kênh của nhà em, YouTube là Ma Cao Đổ Bãi, số điện thoại cộng Zalo là tên vợ em Trần Thị Bích Lê, số điện thoại là 0969885508. Tất cả các sản phẩm bên nhà em bán đều sử dụng điện áp 100 110V, các bác lưu ý là 100 110V. Em bên em bán hàng không có nhận cọc, bao ship toàn quốc, các bác nhận hàng được kiểm tra hàng sau đó thanh toán các bác nhé. Vâng, và để sử dụng nó thì phải qua độ bộ đổi điện 100 110V, một công suất để sử dụng nó tối thiểu là từ 1500 VA hoặc là 1,5 kVA trở lên. Thì bên nhà em có bán thêm bộ đổi điện 2 kVA các bác nhá. Đấy, có các loại công suất từ 2 kVA, 3 kVA bằng dây đồng và bằng dây nhôm, và có các loại là vỏ sắt và vỏ nhựa. Giá cả đây các bác có thể chụp lại màn hình bảng giá nếu mà thấy nó phù hợp, mà thì vừa tiếp tục ủng hộ vợ chồng em cái sản phẩm là bộ đổi điện các bác nhá. Đấy, thì đây là bộ đổi điện 2 kVA bằng dây nhôm hộp sắt, còn đây là bộ 3 kVA dây nhựa, 3 kVA dây nhôm hộp sắt, hộp nhựa. Đấy, thì 2 kVA 3 kVA thì đều như này thôi. Đấy, thì em đang chia sẻ các bác như vậy. Bộ bằng nhựa này thì trông nó sẽ sang trọng hơn và nó an toàn hơn. Đấy các bác, bộ này thì cũng ok. Đấy, nhưng mà nó ra cái mẫu mới này thì bằng nhựa thì chắc chắn là sẽ an toàn hơn là bộ bằng sắt, đúng không ạ? Nhưng mà hàng công ty chính hãng các bác yên tâm đi, từ xưa đến nay thì là đều làm bằng sắt, thì bây giờ người ta ra một cái mẫu mới thì nó bằng nhựa, thì qua có nhu cầu thì ủng hộ vợ chồng em. Có hai loại đây, vỏ sắt và vỏ nhựa là chênh nhau 50.000 các bác nhá. Nên 50.000 bộ bộ vỏ này để trông nó gọn gàng sang trọng hơn một chút. Đấy, cái có sao thì em cũng trao đổi vậy. Đấy, bên em bán hàng không có nhận cọc các bác nhé, không nhận cọc thì các bác hoàn toàn yên tâm, nhận hàng quyền kiểm tra hàng sau đó mới thanh toán. Và thì trước khi vào video thì vẫn như mọi hôm thôi, thì em vẫn chia sẻ các bác về cách thức mua hàng. Trước khi mua hàng thì các bác nên tìm hiểu kỹ trước các cái sản phẩm chúng ta mua. Đấy, đầu tiên là về công năng sử dụng của từng dòng nồi, Toshiba hay là Tiger hay là Joyji hay là Bana. Đấy, thứ hai là tìm hiểu thích về màu sắc gì. Thứ ba là nếu mà các bác mà mua tặng vợ thì nên bàn bạc với vợ trước. Đấy, thứ tư là hàng đã qua sử dụng rồi, bên em là bán hàng đã qua sử dụng rồi, thì các bác cũng lưu ý là không thể tránh khỏi những vết xước sát bên trong hay bên ngoài, hay các chức năng hay các cái vấn đề vận chuyển nó bị móp méo. Đấy, thì trên video thì em cũng sẽ báo hết các bác. Đấy, còn những cái mà em không nhìn ra thì em cũng không báo được, mong các bác hết sức thông cảm như vậy. Đấy, thì tránh tình trạng là khi đã chốt hàng rồi thì lại xong đổi ý kiến hàng gửi đi rồi, xong vậy là bảo hợp cho tôi hủy. Đấy, rất là khó cho bên vợ chồng em, thì mong các bác hết sức thông cảm như vậy. Bất lòng trước hơn được lòng sau các bác nha, vì bên em hàng bán hàng không nhận cọc, bây giờ vận chuyển cước nó cũng lên nữa. Đấy, trước vận chuyển là có 42.000, bây giờ đến 48.000 rồi, bây giờ vận chuyển là cũng đã tốn kém rồi. Này, các bác không nhận hàng thì gửi đi gửi về bên em mất gần 100.000 một cái sản phẩm. Đấy, mà người cần mua thì không mua được, người không các bác đặt hàng lại không nhận nữa này, là rất là khó cho hai bên. Đấy, thì em cũng nói thẳng ngay từ ban đầu luôn, nếu các bác mà mua thì các bác cứ nghiên cứu kỹ trước khi mua. Đấy, khi đã mua rồi thì vui lòng không thay đổi ý kiến. Và những bác nào mà quá kỹ tính là soi chỗ này xước chỗ kia móp, thì tốt nhất em cũng chia sẻ thực sự là không nên mua đồ bãi, mà hãy mua đồ mới tinh. Đấy, để tránh tình trạng là chỗ này xước chỗ kia móp, vì chúng ta xác định là mua hàng đã qua sử dụng và qua vận chuyển bằng xe rồi bằng chành thì nó sẽ xước móp thôi, nó không thể như mới được. Đấy, và chúng ta xác định mua hàng cũ thì cũng hoan hỉ thôi nha, một chút xíu nó xước một chút xíu móp mà em báo một không nhìn ra thì các bác cũng thông cảm như vậy. Ok, em đi vào việc luôn các bác nhá. Đây là kênh của nhà em. Hôm nay thì khá là nhiều nồi cơm các bác nhá, khá là nhiều nồi cơm, khá là nhiều nồi cơm các bác nhá. Đấy, đầu tiên là nên cho bác một em Sanyo mặt quỷ nhá. Đầu tiên là nên các bác một em Sanyo mặt quỷ. Dung tích 1 lít điện 100V các bác nhá. Công suất là 1.000 bao nhiêu watt đây?
em cắm điện trước này. Tất cả nồi nhà em được test cơm, bán có bảo hành. Các sản phẩm trên 500.000 em bảo hành 3 tháng, những sản phẩm dưới 500.000 em bảo hành 1 tháng, những sản phẩm xả em sẽ báo các bác rõ tình trạng. Đấy. Bây giờ bán hàng không nhận cọc nha, và tất cả các sản phẩm trước khi được gửi đây các bác đều được dán tem cảnh báo, chỗ nào xước thì được dán tem trang trí, và tất cả các phím đều được dán tiếng Việt như này để các bác dễ sử dụng nhá. Đấy. Đây, dễ sử dụng. Đấy. Ok chưa ạ? Sang lên mặt quỷ các bác nhá. Đấy. Pin bị âm thay ngon lành rồi nhá, con này thay pin mới rồi, các bác yên tâm đi. Để những con nào hết pin thì thay pin cho các bác. Thử nè. Đấy, menu này. Chuông còi kêu tốt nhá. Thử nè. Đấy, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này. Thử nè. Chọn gạo này. Đấy. Hâm cơm này. Ok chưa ạ? Các phím hoạt động tốt nhá, chuông còi kêu tốt. Dây dây hút hết nhá, hút thì không được khỏe như từ ban đầu nhưng mà vẫn hút hết dây, các bác yên tâm. Đây em sang lên mặt quỷ em màn hình đấy nhá, nó hơi bị ốm một chút xíu ở chỗ này, không ảnh hưởng gì các bác nhá, không ảnh hưởng gì vấn đề nấu cơm. Đấy, em thay pin rồi nhá, màn hình vẫn sáng quắc này. Đấy, rất là sáng bóng nhá, không có bị xước nhá. Đấy, mặt mũi thành quách đây, con này còn đẹp đấy ạ. Đấy, đây hơi ối vàng một chút xíu này. Sản xuất năm 2006, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200, có mã là EC G A 10 G. Mặt mũi đây. Đấy, nắp hơi đây. Đấy nhá, hơi ốm một tí chút xíu đây thôi coi nhá. Đấy không ảnh hưởng gì cả. Đấy, màn hình cũng rất là sáng nhá. Đấy, rất là sáng, em kiểm tra cái nắp hơi. Đấy, nắp hơi còn đẹp này, nắp hơi còn đẹp nhá. Đấy. Vòi viết còn đầy đủ đấy các bác nhá, vòi còn đầy đủ đây. Đấy em bán hàng cho các bác sử dụng là chính nên em quay nó hơi chậm để các bác lựa chọn nó phù hợp. Đấy, quay chậm như thế nó còn nhiều thứ còn chưa nhìn ra. Nhé, mặt bề ngoài các bác nhá, nắp hơi còn đẹp nhá, vòi viết đầy đủ. Nào. Nắp hơi là nắp răng còn xanh nhá, nắp phụ đầy đủ nhá, răng xanh đạt trên 90% nhá, răng xanh trên 90%. Đấy, nắp phụ đầy đủ các bác nhá, nắp phụ đầy đủ, áp suất bi, đấy, cục bi thì còn đẹp này, chưa hề bị mọt nhá. Bên trong đây còn đẹp này, bên trong còn đẹp, chưa bị mọt cho các bác nhá. Đấy, sáng bóng, chưa bị mọt. Quan trọng nhất là cái lỗ nắp hơi này, các bác để ý. Dòng xăng lên mà quỷ nhiệt ra cái áp suất nó lớn thì cái phần này rất hay bị mọt. Đấy con này, em chọn hàng thì em cũng đã chọn lựa những con nó còn đẹp cái hộp đấy các bác nhá. Đấy, nhưng còn nó về nó lại mọt hết cái chỗ đấy rồi thì cũng nó chả ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà nó trông nó xấu. Trông nó xấu nhá. Bên ngoài tráng gương này, sáng bóng này. Đấy, lòng nồi rất là dày nhá, bên ngoài sáng gương này. Lòng nồi dày nhá, bên trong có một vài chấm cám li ti nhá, đấy bác nhìn thấy chưa, một vài điểm chấm cám li ti là bao các bác không dính cơm trong vòng nhiều năm nữa. Đấy, san lơ mật quỷ cơm ngon thì cái này thì không phải quảng cáo nhiều. Đấy, các bác nào mà sành về dòng này thì mua thôi ạ. Đấy, một vài điểm chấm cám li ti các bác nhìn nhá. Đấy, đây bên ngoài tráng gương sáng bóng này. Bên trong là sạch nhau nhá, à, viền ủ vẫn còn đẹp. Sang lên mặt quỷ các bác nhá, không xì các bác nhá, không xì. Dòng này xì thì xử lý đơn giản thôi, cứ đúng xoong xoong của nó là ok. Mã số 1 ngày mùng 5 tháng 5. Để các bác cái này bao nhiêu đây, 1050 nhá, 1.050.000, giá này cả ship coi nhá, 1.050.000. Đấy. Tiếp theo nên cho bác một em nít 8 nhá, một em nít 8. Một em nít 8 của Jojiosi cao tần IH các bác nhá, có mã NPVD18, Jojiosi cao tần IH, vua đầu bếp Nhật Bản thương hiệu con voi. Đấy. Nít 8 dành gia đình đông người nhá. Đấy, hàng đã qua vận chuyển thì không thể tránh khỏi những cái vết xước mờ mờ này vì con nọ nó xước vào con kia. Đấy. Công suất 1295W/100V, công suất 1.8L nhá. Đấy, made in Japan này, bác nào thích made in Japan, con này có made in Japan cho các bác nhá. Đấy, made in Japan. Đấy. Đây, cần móc một chút xíu này. Về tổng thể là con đẹp các nhá, mặt mũi đây. Đấy, màn hình sáng quắc này, bây giờ là 6:50 nhá. Tất cả em đã thay pin và chỉnh giờ rồi. Dây còn cực kỳ xanh và đẹp này, cực kỳ xanh và đẹp. Những con nào mà cổ phích đứt thì em sẽ nhập chập trần thì em sẽ cắt em thay luôn. Đấy. Thủy này, hâm cơm vẫn giữ 3 giây. Đấy, 28 phút này. Đấy, thủy này. Đấy, menu nấu ăn này. Thủy này. Đấy, hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Đấy,
chuông còi kêu tốt các bác nhá, dây còn đẹp, lại ngoại hình thành quách còn khá đẹp, một vài điểm xước nhẹ nhẹ thôi. Sản xuất năm bao nhiêu? 2014 các bác nhá, 2014, dung tích 1.8L, lại điện đó ok rồi. Này, răng này, răng còn xanh, nói chung dòng do GLC thì con nào răng cũng xanh các bác nhá, răng cũng xanh. Này, mặt inox, nhìn giúp em nhá. Đấy. Thì em quay kỹ như thế để chúng các bác với đấy, em cùng nhìn, vì nhiều cái em nhìn cũng không ra. Đấy, thì các bác cứ nhìn em cũng quay rất là chậm đúng không ạ, và không đảo máy nhiều. Đấy, không đảo tay nhiều, nhiều bên người ta đảo tay này thì các bác có nhìn thì em cũng không đảo tay. Đấy. Đấy, cứ quay chậm một điểm thôi để các bác nhìn nó ra cái gì, điểm khuyết điểm như nào thì các bác cứ ngắm kỹ giúp em. Các bạn muốn mua hàng thì cho vợ chồng em xin một nút like. Bác nào tin yêu thì cho vợ chồng em một lượt chia sẻ. Còn bác nào chưa đăng ký kênh thì cho vợ chồng em một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy. Các cái sản phẩm em lên thì gần như là trong ngày các bác đều ủng hộ hết. Đây, cho chỗ này nó hơi xước, hơi bẩn nhá. Em đã đánh sạch đi cho các bác luôn rồi. Đấy. Nói chung là về các bác bẩn các bác đánh nó cũng xước thôi. Thì em đánh luôn từ ban đầu và để các bác hình dung rõ luôn cái nồi nó như nào. Đây, ở đây thì họ bên Nhật người ta dùng cả nồi cơm điện nấu ăn nên là cái mỡ nó bám vào đây này thì nó hơi cháy khét đen, em đánh sạch bóng luôn. Đấy, bốn xung quanh còn đẹp này. Đấy. Nếu con nếm làm phép để về các bác tự đánh thì nó lại xấu thôi. Em đánh ngay từ ban đầu để các bác nhìn hình dung ra nó rõ luôn cái sản phẩm. Đấy. Xong đẹp nhá các bác, xong đẹp. Ừ. Bên trong sạch sẽ này. Đấy. Bên Nhật người ta sử dụng cả nồi cơm điện để nấu ăn các bác, nên là nó có chức năng nấu ăn là như vậy. Nít 8 các bác nhá. Đấy. Nít 8 nóng đẹp đấy ạ. Nít 8 với nửa nít là nhập đã cao rồi các bác nhé, mã số 2 ngày 15 tháng 5 để các bác là 1.800.000. Bán này có bảo hành, có bao ship các bác nhé. Đấy, tất cả sản phẩm đều test cơm hết rồi. 1.800.000 các bác nhé. Do GOC ngoại hình thành quách với song rong là còn đẹp các bác nhé. Đấy, song rong đẹp, đây, con ngắm lại cái song. Đấy, dành đông người nhé. Rồi cao tần đi hát. Mã số 3 nên cho bác một em Panasonic xoài có mã là SRBE10 gì đây, nó hơi mờ mờ. SRPP101E8 này. Này mặt mũi thành quách đây. Con này còn thành còn đẹp này, không bị cấn móp nhá. Đấy, mặt mũi sáng quắc này. Đấy. Đấy, viền này hơi sức nano một chút xíu nhá, bác nhìn thấy không ạ? Đấy. Đây, đáy đây, đáy điếc này là không bể vỡ nhá. Đây, đây có sức nano một chút xíu này. Nhìn nó điểm gì em sẽ báo các bác điểm đấy. Sản xuất năm 2011, dung tích 1 lít điện 100V. Công suất là bao nhiêu ạ? 1200W nhá, Panasonic. Đấy. Mặt mũi thành quách đây, màn hình sáng quắc này. Tất cả nhà em đã test cơ, test áp suất, dán tiếng Việt rồi. Đây dây của nó các bác nhìn thấy đẳng cấp không? Xanh mướt nhá, mới tinh này. Nấu này, đấy, áp suất đã đóng nhá. Đấy. Đấy, em bán hàng là không có sửa chữa đâu nhá. Đấy, con nào sửa chữa thì em, con nào mà hỏng thì em sẽ xả luôn. Đấy, chứ không bán không sửa chữa. Giờ phút này, hủy này. Đấy, menu nấu ăn này, còi kêu rất to nhá. Chọn các loại gạo này. Ok, các phím động tốt, chuông còi kêu to nhá. Con này dây cực kỳ đẹp luôn, mới đét xanh mướt này. Đấy, còn hút còn tốt nhá. Đi vào bên trong. Đấy, răng xanh thì ám màu nó một chút xíu thôi, răng còn xanh. Đây. Đây răng đây. Phần bên trong nó tiếp xúc với gạo nứt thì hạt kê hay là gạo đen thì nó sẽ bị ngả màu một chút xíu các bác nhá. Đấy, còn lại đẹp này, răng phụ còn đầy đủ nhá. Răng phụ còn đầy đủ này. Ok chị ạ. Đấy, áp suất bi. Đây. Xong này, xong ba lớp nhá, xong ba lớp. À, bên trong này, bên trong đẹp nhá, không có chấm chóc gì nhá, bên trong đẹp. Ừ, bên trong đẹp các bác nhá. Em đang quay bằng cái máy điện thoại full HD nên các bác hoàn toàn yên tâm đi, quay rất là nét luôn. Đấy, có cái điểm nào nó mờ hơn nhưng mà trên này nó sẽ lộ ra rất là rõ. À, đây có tí sứt lông mèo đây, này mọi nhìn thấy chưa? À, mờ rất là mờ nhá. Bên trong đây, à, hộp đây còn đẹp nhá, à, răng xanh mướt này, bên trên này, bên dưới đây, à, bác cứ nhìn thẩm kỹ giúp em nhá, thẩm kỹ.
đẹp ngoại hình thành quách đẹp. Panasonic xoài quá nhá, Panasonic xoài cao tần áp suất bi. Panasonic xoài cao tần áp suất bi. Mã là mã số 3. Ngày 5 tháng 5 để các bác đồ này bao nhiêu. Song song đẹp nha các bác, ngoại hình đẹp. Để các bác con này 930k. 930.000 các bác nhá. 930.000 một chiếc nồi Sanyo. Là một chiếc nồi Panasonic xoài. Đúng nhỉ? Nào, tiếp theo này bác một em à. Nồi Tiger. Tiger đời cao đây, Tiger áp suất bi. Sản xuất năm bao nhiêu? 2020, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W. 1200W. Nào. Xem đây các bác nhá. 2020 này. 1200W có mã là JPK G100, made in Japan nha. Bạn là team made in Japan. Thành quách đẹp, đáy nước nền là không bể vỡ nhá. Đấy, mặt mũi còn sáng quắc này. Đấy. Tiger nhá, có chức năng nấu sôi cháy nhá. Đấy, dòng này thì nấu đến chọn menu nấu hiện phút đấy và nó không có chức năng nấu cơm cháy, nó chỉ có chức năng nấu sôi cháy thôi. Thực ra là cơm cháy thì nấu nó rất là hại so, các bạn ý như thế. Thứ nhất là nó dùng nhiệt độ rất là lớn thì nước men của cái nồi nó sẽ nhanh hỏng. Nên các bác là thích ăn cơm cháy thì cũng hạn chế nấu cơm cháy các bác nhá. Đấy, thỉnh thoảng nấu thôi. Đấy, đừng nấu liên tục, nó sẽ nhanh rất là nhanh hỏng cái men trung dính của cái lòng nồi. Đấy. Đấy như menu nhá. Đấy, chọn chức năng nào, đây chức năng nấu cơm ngon này, nó sẽ hiện nấu được bao nhiêu phút. Đấy, 48 phút này, 42 phút này, 48 phút này, 63 phút này, nấu nhanh là 29 phút này. Đấy. Cái gì đây, 15 phút hình như là lên men nha. Đấy, 56 phút này. Nấu sôi này. Đấy. Đấy, nấu sôi để có sôi cháy nhá. Đấy. Nấu cháo này. Đấy. Đây nấu cháo đây ạ. Đấy. Nấu gạo nứt này. Đấy. Các phím hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to. Ok chị ạ. Sản xuất 2020 các bác nhá. Mặt mũi thành quách đây. Ngắm giúp em lần nữa này. Đấy. Răng này xanh mướt rồi nhá, áp cao tần áp suất bi, răng này xanh mướt rồi. Đó, răng xanh đét nha các bác nhá. Răng xanh như mới, sản xuất đời cao 2020. Mặt trước mặt sau mặt si còn đẹp này. Lòng xoong này bên ngoài rất đẹp, bên trong có một vài điểm chấm cám li ti bên ngoài đây. À, bên ngoài đây. Bên trong có một vài điểm chấm cám li ti các bác nhá. À, lại có sức lông mèo. À. Nhìn thấy chưa? Đấy. Rất là mờ thôi nhá. Quay gần quay xa, quay trực tiếp qua đây mấy điểm chấm cám nó như cái hạt cát nằm đây. Đấy. Bao chúng sinh những bác trong vòng nhiều năm nữa nhá. Bên trong đây, bên trên đây. Bên trong đây. Ok chị ạ. Tiger 2020 nhé, áp suất bi, song rong thì rất đẹp, ngoại hình đẹp. Vậy song có 1-2 điểm chấm cám và 1-2 sức nông mèo. Mã là mã số 4. Ngày 10 ngày 5 tháng 5 để bác nói bao nhiêu. 1.800.000. 1.800.000 ra cả ship cả bảo hành nhá, test cơm, test dọn nó bắt đầu đấy rồi. Đấy. 1.800.000. Đây, vẫn là áp suất mà bình dân đây, thì bác lấy con này. Áp suất bình dân nhá. Một em Hitachi, sản xuất năm 2020, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1400W, có mã là RZTS103M, lại màu đỏ. Mặt mũi đây, bây giờ là 7 giờ 2 phút các bác nhá. Đấy, 7 giờ 2 phút. Đấy biết đây là không bể vỡ như Hitachi, cao tần áp suất bi màu đỏ. Mặt mũi còn đẹp này, mặt mũi còn đẹp đây có tí sức nano nhá. Đấy. 2020 các bác lưu ý, 2020. Tem của nó đây, em quay rõ tem của bác ngắm. Màu đỏ các bác nhá, rất là phong thủy. Không biết như nào có đá kính màu xanh nọn chuối thì các bác mua ngay này về để rất là nổi luôn. Đấy. Hitachi thì bác nấu ít gạo ít nước cho em giúp em nhé, trong quá trình nấu cơm thì các bác cứ để ý gần như là nó không có sự bay hơi ra ngoài, nó bay hơi rất là ít luôn. Đấy, nhiều bác còn bảo là ơ sao nó không sôi à,
bảo sôi sao nó không thấy bay hơi ra ngoài. Con này gần như là trong quá trình nấu ăn thì hơi nước toàn bộ nó giữ lại ở trong cái nồi, nên là các cái vitamin hay là các cái dưỡng chất của hạt gạo nó giữ lại được hết nha các bác nhá. Đấy, chứ không phải là nấu cơm nó không ngon. Nhiều bác bảo khi chiên nấu cơm không ngon là không phải. Thực ra người ta đã sản xuất ra một cái nồi như này thì cũng là bao nhiêu công nghệ đúng không ạ, nó vào trong cái nồi này rồi, để chúng ta chả qua là chúng ta chưa biết cách sử dụng thôi. Đấy, nấu vừa nước thôi và nấu thời gian dài ra thì cơm nó sẽ là ngon thôi. Đấy, chứ còn nhiều bác thì cũng phản hồi là cơm Hitachi không ngon. Đấy thì do cách mình sử dụng thôi các bác nhá. Đấy. Đấy, chọn gạo này. Đấy, hủy này. Đấy, menu này. Đấy, con này là hâm thì nó nằm ở trong menu nhá. Đấy, hâm này. Đấy, ok chưa, hủy này. Tất cả các phím này hoạt động tốt luôn nhá, chuông còi kêu to này, dây còn đẹp nhá, dây còn sợi dây còn đẹp, cũng rất là đen đẹp này, này. Hút cót hút còn tốt nhá, đi ở bên trong răng này xanh mướt này, răng xanh mướt nhá, răng xanh mướt, răng ở trên 95% này, đẹp chưa, 2020 nhá, răng trên 95%, 95-97% gần như nó rất là mới đây. Áp suất bi nhá, mua về ninh xương nấu cháo nấu chè, lại mùa hè rồi chúng ta nấu cháo nấu chè. Đây, lòng gân gai nhá, lòng gân gai có một vài điểm chấm cám li ti thôi, các bác cứ nhìn giúp em. Đấy, còn bảo đẹp không tì vết là không phải đâu, vì hàng người ta đã sử dụng rồi thì ít nhiều nó cũng sẽ có vết xước to hay nhỏ thôi. Đấy, em cứ quay thật kỹ để các bác tự thẩm định, chứ không là em bán hàng thì ai cũng sẽ bảo là đẹp thôi đúng không ạ, chẳng ai bảo là hàng mình xấu cả. Đấy, thì em cứ quay trực tiếp đây để các bác với em cùng nhìn. Đây ở hông này có những cái điểm chấm mờ mờ này, lại phần lòng nồi dưới thì còn đẹp này, đây ở hông đấy nha các bác nhá, được chưa. Đấy, bên ngoài đáy có xước nhá, bên ngoài đáy có xước em là đánh sạch đi rồi. Đấy, đáy có xước em là đánh sạch rất là sạch rồi nhá. Đấy, bên trong là quan trọng là phần bên trong nó còn đẹp nha các bác nhá. Dọn là một cái nồi rất là vất vả các bạn, không được hề đơn giản đâu. Đấy, đẹp nhá. Đấy, em quay trực tiếp, bây em cũng giới thiệu của các bác cũng cùng nhìn các bác nhé. 2020 nha, răng này như mới rồi. Mã là mã số 5. Ngày mùng 5 tháng 5 để các bác có này bao nhiêu? 920k. 900 đi ạ. 900.000 các bác nhá. Một em Hitachi màu đỏ sản xuất 2020. Đấy, sản xuất 2020 nhá. Xong rong thì như mới, son có một vài điểm chấm cám, son thì có một điểm vào đáy thì hơi xước. Con này thì 880.000 đi, 880k. Được rồi. Tám tám mươi cho nó trôi luôn mã số 5 ngày mùng 5 tháng 5, 880.000 bác nhá. Đấy, áp suất tiếp đây. Tiếp theo mà em Irid Ozama. Irid Ozama nhá. Đấy, sản xuất năm bao nhiêu? 2020, dung tích 1 lít, con này rất là nặng nhá. Điện 100V. Công suất là bao nhiêu? Đó, con này. Con Irid này. Con này không phải sản xuất tại Trung Quốc các bác ơi. Ơ sao cái đời này model này lại không phải sản xuất tại Trung Quốc nhỉ? Ừ, thằng nào đây các bác nhìn nhá, con này không phải lắp ráp ở Trung Quốc đâu, hay là ghi chỗ nào nhỉ, toàn bộ tiếng Nhật, con này lắp ráp tại Nhật rồi. Thằng nào nó nặng thế, không 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 không, 2020 các bác nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1230W. Đấy, con mã là BRCBD50B. Con này không phải lắp ráp tại Trung Quốc các bác nhá. Đây nhìn nó, cái màn hình của nó rất là nhiều chức năng. Đây màn hình của nó hơi xước một chút xíu này. Nếu bác nhìn ra bên trong nó rất là nhiều chức năng luôn, thực sự nó nhiều chức năng cực kỳ luôn. Đấy, mặt thì màn hình thì hơi xước một chút xíu các bác nhá. Đấy, thành quách đây cũng có xước này, nhưng con này không phải lắp ráp tại Trung Quốc các bác lưu ý. Rất là nặng luôn. Con này phải đến 6 7 cân. Đó. Đấy. Không có. Con này không phải lắp ráp tại Trung Quốc các bác nhá, lưu ý giúp em. Ai da, nặng nặng mặt mũi đây này, chỗ này hơi xước này. Đây, em cắm điện vào này. Màn hình nét là những cái phím nét là sáng lên rồi nhá.
Đấy, menu này. Đấy. Ok chị ạ, nó rất là nhiều chức năng. Đấy. Trong này nó còn có cái chỉnh các cái gì đây này. Thực ra thì em chia sẻ các bác là em không dành hết về các cái chức năng của các dòng nồi đâu, chỉ biết những cái chức năng cơ bản thôi. Đấy, còn các bác mà muốn chuyên sâu thì nên trên YouTube các bạn hướng dẫn sử dụng nồi Isozama cái mã này chẳng hạn, thì người ta sẽ review cho chúng ta về cái sản phẩm. Đấy, rất là kỹ càng luôn. Đấy, hủy này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này. Giờ phút nấu. Hủy hâm. Đấy. Hủy. Hủy. Đấy, chọn các loại gạo của Nhật có siêu thị ở có bán coi nhá. Đấy, đẹp chưa, con này không phải lắp ráp tại Trung Quốc, các bác lưu ý chưa nhá. Isozama. Đấy, vì Isozama nếu mà lắp ráp tại đâu thì nó sẽ in ở đấy, nhưng con này là toàn bộ là tiếng Nhật và có tem bầu dục. Con này thì lắp ráp tại Nhật các bác nhá, lắp ráp tại Nhật. Đấy, cái sự cam kết của em như vậy. Còn thường thường nó sẽ làm in China ở ngay ở vị trí này, đấy, nhưng con này là không phải nhá. Đấy. Đấy, nhiều lúc các bác là không thích made in China thì đây. Rất là khít các bạn, răng nó mới tinh, rất là khít. Isozama thì 10 con thì 9 con rưỡi xong dòng đẹp. Đây, con này hai nắp chống trào đầy đủ nhá, hai nắp chống trào đầy đủ. Hai nắp chống trào đầy đủ. 2020 các bạn nhá, 2020 Isozama áp suất bi này, răng còn đẹp nhá. Nòng xoong đẹp này, một vài điểm xước nông mèo bên ngoài này, bên ngoài có xước một chút xíu này, bên trong này, đấy. Nhìn giúp em nhé. Nói chung là nòng nồi con này thì cực kỳ là dày, cực kỳ là dày. Em nhìn này, rất là dày nhá, rất là dày. Để em cân thì cái nòng nồi nó được bao nhiêu cân? Mình có cân sẵn đây, nói dày là dày là dày là bao nhiêu cân đúng không ạ? Xong rồi, ăn đi. Một cân mốt các bác nhá, nòng nồi của nó là một cân mốt, các bác lưu ý như thế, một cân mốt cái nòng nồi đây, một cân mốt cái nòng nồi nhá, rất là dày, rất là dày nhá. À, trong nòng nồi thì có một vài điểm chấm cám li ti ở đây, em chỉ rõ các bác nhá. À, sự nông mèo này, đây, trông dính rất là bóng nhá, đời 2020. À, nhìn thấy chưa, em nghiêng cái ngày phát là những cái điểm là nó chấm là nó ra hết ngay. Một vài điểm chấm cám MITI nhá, sản xuất 2020, xong rong thì rất là đẹp, nòng nồi có chấm cám. Đây, bên trong sạch bóng này, bên trên đây. Đấy, con này lắp ráp tại Nhật Bản các bác nhá, lắp ráp tại Nhật Bản, dành riêng thị trường Nhật Bản. Isozama mặt chỗ này vận chuyển con lọ đèn kia hơi sức mở một chút xíu, vẫn nhìn rõ bình thường các bác nhá, vẫn nhìn rõ bình thường. Mã này mã số 6, ngày mùng 5 tháng 5. Để bác 1 triệu nhá. Đấy. 1 triệu đời 2020 nhá, xong rồi. Đấy. Nấu cơm ngon nhá các bác nhá. Đấy. Dây dợ đẹp, ngoại hình thì có xước mờ bên ngoài. Đấy. 1 triệu Isozama. Không phải made in China các bác nhá. Đấy, không nhiều bác này. Em bảo tôi không thích made in China thì đấy, Isozama con này nòng dày đây mà không phải là made in China đây. Tiếp theo. Bam Tiger. Sản xuất năm 2019 nhé, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, có mã là gì đây? À, ZBCG100. Mỹ in Japan nhé, bạn nào thích Japan, chuẩn Japan, in hẳn chữ thì các bác có con này, còn không thì nó sẽ toàn bộ là tiếng Nhật nhé, 2019 này. Ngoài thành quách đây, thành quách đây nhé, viền cửa đô món đẹp này, viền cửa đô món đẹp, vậy. Những cái dòng màn hình trên này nấu các bác những ngày đầu tiên, tuần đầu tiên, hay là có những con thậm chí là nó lưu kho lâu, tháng đầu tiên các bác nấu nó vẫn bị hấp hơi màn hình nhá. Này. Và dần dần nó sẽ hết đi nhá. Đấy, bạn lưu ý như vậy. Đấy, chứ không phải là nó hỏng đâu. Các bác cứ yên tâm nấu. Đây, màn hình đây, nó bị hơi sức đây tí này. Nhìn thấy không ạ? Quay rõ nhá. Đấy, nghiêng ngả nếu các bác nhìn thấy thật kỹ, phím viết không bong chóc nhá. Đẹp này, mặt mũi này vân này 3D này. Rất là sáng, màu trắng nhá. Đấy, cho bác nào mà nhà mà giữ gìn thì mua màu này về để rất hăng sang trọng. Màn hình nét các bác nhá, viền cửa đô là màn hình nét rồi. Đấy, màn hình nét bây giờ là 7 giờ 13 phút, màn hình ẩn các bác nhá, 7 giờ 13 phút. Đấy, nấu này.
60 phút này, hủy này, à. Hâm cơm này, à. Hủy này, à. Hâm này có hai chức năng hâm nhá, hâm liên tục và hâm 6 tiếng nhá mọi nhá. À. Menu này, chọn chức, đây là nấu nhanh này, chọn chức năng nào thì hiện phút chức năng đó này. À. Ok chị ạ. À, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, phút này, à giờ phút này. Ok các bác nhá, các phím các chức năng hoạt động hoàn hảo. À. Tất cả ba nguyên zin nguyên bản cho các bác nhé. Răng này. Đây. Tất cả ba nguyên zin nguyên bản. Răng xanh mướt nhé, răng phụ đầy đủ nhé. Mời các bác uống nước. Răng xanh, răng chính, răng phụ đầy đủ. Nào thì lần này nhà em thì có tí việc bận cơ mà, nên là một mình nào. Đẹp chưa ạ? Xanh mướt nhá. Nói không có hóa chất nhá. À, nhà em thì hàng có sao báo vậy? Hóa chất độc hại. Làm vậy là nó thất đức quá. Có sao báo vậy? Đẹp bán đẹp, xấu bán xấu. Đây, nòng nồi phủ gốm. Sân. Đây, đẹp chưa? Đấy đây nhá. À, chưa bị xước nhá. À. À, đời cao thì nó sẽ màu này. À, đời cao nó màu này. Hôm trước có một ngày xưa em nhớ của bác ở Hải Phòng, người ta mới làm, bác chụp cái nồi này cho em xem mà em bảo khoái sao này, có cái nòng nồi nó này mạ mạ vàng vàng này. À, bây giờ em mới thấy cái này là cái thứ hai. Nòng nồi đẹp không tì vết nhá. Nòng nồi đẹp không tì vết từ trên xuống dưới nữa này. Răng xanh nòng đẹp, không tì vết nhá. Từ trên xuống dưới luôn. Từ trên xuống dưới nhá, hai quay xích cách nhiệt này. Đẹp từ trên xuống dưới nhá. Răng xanh nòng đẹp. Đẹp từ trên xuống dưới. Ngoại hình đẹp. Này, bên trên đây. Bên trong đây. Răng xanh nòng đẹp, ngoại hình đẹp nhá. Này. Đời cao 2019. Bác nào có điều kiện để mua hôm nay vậy? Đấy, nấu thời gian đầu tiên nó sẽ bị hấp hơi màn hình vì hàng lưu kho ở trong màn hình này nó có những viên hút ẩm các bác nhá. Đấy, coi như con nó bị hút ẩm no rồi, bây giờ chúng ta nấu thì nó nóng thì nó sẽ bay hơi lên thôi. Đấy, một thời gian nó sẽ bay hết vì giữa cái màn hình này và bên ngoài vẫn có một cái ống thông hơi nhỏ như cái đầu tăm ấy bác nhá. Đấy. Mã số 7. Ngày bao nhiêu là ngày à? Mùng 5 tháng 5 để các bác 2,3 triệu bao nhá, bán có bảo hành, có test dọn rồi, bao áp suất các bác luôn nhá, bao áp suất 2,3 triệu, cứ đúng song dòng chuẩn của nó là không gì, 2,3 triệu. Tiếp tục các bác nhá, tiếp tục xem là còn con áp suất đây, vẫn còn một con áp suất ở đây, nên nốt nhá, nên nốt rồi bắt đầu sang hàng bình thường. Một em Panasonic, đây, màn hình lớn nhá, có mã là SRPA101E8, đây mặt mũi đây. Nhìn giúp nhá. Pin biết ngon này, 7 giờ 15 phút màn hình sáng quắc nhá. Đấy, thành quét còn đẹp này. Đấy, rất là có sức nano nhưng rất là ít nhá. Ui, sản nặng. Sản xuất năm 2012, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu ạ? 1200W, có mã là SRPA101E8. Đấy. Nhìn giúp nhá. 2012 các bác nhá. Thành quét đáy điện thì là không bể vỡ. Dây còn đẹp này, sợi dây còn đẹp nhá, dây còn rất đẹp luôn. Nấu này, hủy này, đấy. Hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, đấy, vòng phím hoạt động tốt nha các bác nhá, đấy. Hủy này, menu này, hủy này, chọn các loại gạo này, hủy này, đấy, hâm này. Các phím hoạt động tốt nhá các bác nhá, chuông còi kêu to, dây còn đẹp. Tất cả em đều test dọn cơm rồi, em chỉ bấm lại cho các bác xem thôi. Nòng nồi đẹp này, nòng nồi đẹp không tì vết luôn ạ. Một vài điểm chấn ninh nhỏ xíu do người ta sử dụng cái mô người ta trà vào thôi, còn không có chấm chóc nhá, đẹp từ trên xuống dưới này. Đẹp từ trên xuống dưới. Này, xong giày 7 nớp nhá, xong giày 7 nớp. Nòng đẹp long lanh luôn, con này đẹp long lanh luôn, bao nòng đẹp nha các bác nhá.
Gioăng đây, gioăng phụ cũng còn đầy đủ này. À, gioăng phụ, gioăng chính, gioăng phụ đầy đủ nhá, nắp phụ đầy đủ này. Gioăng xanh nhá, chỉ phần ám, phần tiếp xúc với gạo nứt thì bị ám gạo nứt một chút xíu thôi. Còn gioăng xanh nhá, đây chỗ này hơi sức một chút xíu. À, tai tiết còn đầy đủ này. Đấy, không xì đâu nhá, không xì. Áp suất bi nhá, áp suất bi. Đấy. Đấy, em quay chậm, có sao thì báo vậy. Các bác cùng nhìn giúp em nhá. Đấy, để cùng đánh giá. Bên trong này, bên trong cái viền ủ này thì có xước nhá. Có xước, cái này thực ra thì đánh hết đi cũng được các bạn. Đây. Đây cái viền ủ này. Cái viền ủ này thì bên trong nó là cái lớp tôn hoa, bên ngoài là nó là lớp sơn nhá, sơn đen để cho nó đồng màu. Đấy, ra quá trình dụng nó cọ vào thì nó xước, cái này thì có thể đánh hết đi cũng được không sao cả. Đấy, dùng cái búi đánh xoong ấy, cái búi tròn tròn sắt đấy các bạn, đánh cứ để như thế đánh là sạch các bạn nhá. Đây bên trên này. Đấy, đánh là sạch hết nhá. Đánh là sạch hết. Đấy. Đây. Đánh cứ đánh quyệt ở đây là sạch các bạn nhá, quyệt là sạch. Đấy là nó sẽ ra cái màu tôn này thì sẽ đẹp hơn. Mà cái này thì em thực sự là đây này cũng rất là nhiều việc cũng không đánh được giúp các bác. Nhưng con này nòng được cái nòng cực kỳ đẹp này, nòng bể nước nhá. Đấy còn chưa bị xước này, bên trong đẹp long lanh luôn. Không xì các bác nhá. Đấy không xì. Đấy, con này màn hình lớn nhá, màn hình lớn. Màn hình lớn. Để mất bao nhiêu tiền đây? Mã số 8 ngày mùng 5 tháng 5. Để bác 980.000 nhá. Đấy, bán là giá này có cả ship được các bác nhá. Đây ngoại hình đây. Đấy, áp suất bi nhá, cao tần áp suất bi Sanier Panasonic 2012 980.000. Đấy áp suất như thế này em đã hết rồi nhá. Em đã hết áp suất rồi, bây giờ em sẽ lên nồi cao tần nhá. Đây có một chiếc nồi mâm nhiệt đây. Một chiếc nồi mâm nhiệt. Một chiếc nồi mâm nhiệt của Heli, cái này giống như của dòng Iridozama, dây đẹp này. Một chiếc nồi mâm nhiệt nhá. À, phím cảm ứng nhá. Bây giờ là 7 giờ 18 phút. Màn hình ẩn. Đấy. Màn hình ẩn nhá. Màn hình ẩn. Nấu này, 51 phút này. Đấy. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Đấy. Giờ này. Phút này. Đấy, cảm ứng hết các bác nhá. Hủy này. Hâm này. Không giờ này. Đấy. Hủy này. Menu nấu ăn này. Rất là nhạy nhá, như iPhone 14. Đấy. Cái phím này phím gì em cũng chưa, à phím này phím 33 phút này. Đấy, nó là cái phím gì đây? Em cũng không rõ đâu. Cái gì nấu cái gì 33 phút đấy các bác nhá. Hủy này. Đấy. Có nghĩa là một cái phím nấu riêng, nó là nấu cho cái chức năng gạo gì đấy, chờ em. Không biết gì này. Tra Google thôi. Nhưng mà không biết thì tra Google. Chờ em chút xíu nhé. Ngày nào hôm nay chủ nhật cũng xin các bác 10 phút. À, phím này là phím nấu nhanh các bạn ạ. Phím này là phím nấu nhanh. Phím nấu nhanh các bác nhá. Tốc độ cao. À, phím này là phím nấu nhanh. Nấu cơm tốc độ cao đấy, này là phím nấu nhanh. Có nghĩa là chúng ta về mà vội ăn thì chúng ta bấm luôn phím này cho gạo vào thì bấm phím này là 33 phút là có cơm ăn. Đây là phím nấu nhanh các bác nhá, phím nấu nhanh. Ok. Đấy, nồi mâm nhiệt các bác nhá, nồi mâm nhiệt. Rồi, chỗ này có điểm xước đây, em đã dán cái tem đè nha các bác nhá. Đấy, sản xuất năm bao nhiêu? Để nguyên mã vạch của siêu thị này. 2019 dung tích nửa lít 0.54 này. Điện 100V công suất là 460W, 460W. Min China nhá. Đấy, con này sản xuất tại lắp ráp tại Trung Quốc này. Thấy các mâm nhiệt trắng rất đẹp này. Mâm nhiệt các bác nhá, mâm nhiệt. 460W. Đấy, úi giời. Xong đây, làm giống như kiểu nó xong tô chuông các bạn, trông nó bầu bầu. Xong dày nhá, xong dày bên trong này. Con này gần như mới tinh. Đấy. Gần như mới tinh nhá. Gần như mới tinh. Đây, có cái sức nông mèo đây rồi. Đây. Đấy, giờ mới nhìn ra. Đấy, phần nòng nó đẹp này, có sức nông mèo ở hông nhá. Đấy. Con này gioăng đây. Đây gioăng tháo ra được nhá. Đấy gioăng như mới này, sánh mướt này. Mặt trước mặt sau này. Bên trong này trắng bóng luôn. Đấy. Đấy, bác nào mua về có chức năng
nấu nhanh nhá, nấu cháo đầy đủ hết các chức năng luôn, không thiếu chức năng gì. Đấy. Mâm nhiệt nha các bác nhá, mâm nhiệt trắng đẹp này, mạng này mạng số 9 ngày mùng 5 tháng 5 để các bác 540k, 540.000 các bác nhá, 540.000 một chiếc nồi 2019 mâm nhiệt đẹp như mới luôn, trong dòng. À, nên các bác muốn em Roy UAC cao tần IH, thương hiệu con voi, có mã NPVC18 này, thương hiệu con voi đây. Đấy. Dung tích 1.8 các bác nhá, dung tích 1.8. Đây, chỗ này hơi cấn móc một chút xíu này. Dung tích 1.8, điện 100V, công suất 1.295W, có mã NPVC18. Sản xuất năm 2012 các bác nhá, đây, nó còn nguyên tem Nhật này các bác. Đấy, nó ghi cái gì đấy. Đấy, họ bán vào là đây, họ bán ra là ngày 26 tháng 3 năm 13 các bác nhá. Đấy. 26 tháng 3 năm 13 họ bán cái nồi này ra cho người sử dụng. Đấy, có cả tem ở dưới giống như Việt Nam. Đấy, nhưng mà có do GOC nhá. Này mặt mũi đây. Mặt mũi đây. Dành đến đông người nhá. Đấy, mặt mũi đây. Dây còn rất đẹp này, rất xanh và đẹp này. Nấu này, chuông còi kêu tốt các bác nhé. Hủy này, hâm này, hâm nhanh 8 phút này. Đó. Hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ, phút phút giờ. Hủy, cạo không vo. Đó. Menu nấu ăn. Các phím hoạt động tốt các bác nhé, chuông còi kêu to. Đó. Răng đẹp nhá, răng xanh đẹp này. Răng xanh đẹp. Đấy. Răng rất là xanh đẹp các bác nhá. Ngắm giúp em. Nóng nồi có chấm cám đi ti rồi. Bao các bác không dính cơm. Ngoài rất đẹp này. Ngoài rất đẹp nhá. Hai con này cứ được cái nọ là mất cái kia, con kia thì bên trong đẹp thì bên ngoài trước, con này bên ngoài đẹp thì lại bên trong lại bị chấm này, chấm đúng không nhá, bao các bác không dính cơm nhá. Viên còn đẹp này, đấy, bên trong có 3-4 điểm chấm đi, bao các bác không dính cơm nhá. Đây, bên trong là cái viền ủ của nó sẽ là cái màu tôn này. Đấy, như cái con Sanyo vừa xong thì là nó sơn đen đi cho nó trùng màu các bác nhá. Đấy, chúng bác đánh hết đi thì nó ra cái màu này. Đây, bên trên đây. Đấy. Sạch sẽ các bác nhá. Tét dọn hết rồi. Bác phải sử dụng thôi, một vài điểm chấm cám nhỏ li ti nhá. Dành đi đúng người, nít 8 thôi nhá. Đây là con nít 8 cuối cùng rồi. Mã số 10 ngày 5 tháng 5 để các bác 1480k, 1.480.000 các bác nhá, 1.480.000 đấy, 2012 nhá, giá bình dân đây nhá. Còn con nít 8 Tiger của bác nào mà đợt trước mà cắm nhầm điện ấy, gửi em sửa cũng rất là lâu rồi, chắc là từ Tết cơ. Đấy, từ Tết thì em cũng đã sửa rồi nhá, đã sửa cho bác xong rồi. Đấy. Hủy này. Đấy. Thì bác liên hệ lại bên nhà em để nhận nồi nhá. Đấy, em đã sửa cho bác xong ngon lành rồi. Đấy, đây. Đấy. Bán cho bác hình như được Tết khi bác nhận hàng cái là cắm nhầm điện luôn. Đấy. Cắm nhầm một cái là bác cắm nhầm điện luôn, nhận hàng cái cắm nhầm điện thì em đã sửa xong rồi. Đấy. Thì bác liên hệ lại bác nhận hàng giúp em nhé. Đây, nên bác một em Panasonic nhé. Một em Panasonic có mã là SRHG102 cao tần IH nhé. Mặt mũi thành quách đây, con này đẹp này. Đấy, mặt mũi thành quách đẹp này. Đấy, sản xuất năm bao nhiêu? 2009, dung tích 1 lít điện 100V nhé. Công suất 1.200. Em đây. Đấy, mặt mũi thành quách đây, con này đẹp nhé. À, chưa bị xước nano, không bị cấn móp nhá, mặt mũi còn đẹp, ở đây hơi xước đây một tí này. Đấy, một chút xíu thôi. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, điên nên là không bể vỡ nhá. Mặt còn rất là đẹp này. Đấy, nắp hơi còn sáng bóc.
Các bác vào mua hàng thì cho vợ chồng em xin một nút like bác nhá, một lượt đăng ký kênh. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho vợ chồng em xin một đăng ký kênh. Để bác nào mà tin yêu thì cho vợ chồng em xin một lượt chia sẻ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Để nấu này, ủy này, pin biết con này các bác nhá, hâm này, ủy này, menu này, ủy này. À cái dòng này đây em hướng dẫn luôn các bác nhá. Bác nào mà nấu mà bị U10 ấy thì đây em hướng dẫn luôn nhá. Đây con này cái mặt này rất dễ tháo đấy nhá. Đây bác nhìn em tháo này. U10 hồi nào bác thay cái nãy này thì em hướng dẫn luôn nhá, hướng dẫn luôn. Đấy bác lấy hai cái móng tay này, móng tay này bác cậy vào phần điểm này, bác cậy nhẹ lên nhá. Đấy bác cậy nhẹ lên thì nó sẽ bong cái mặt này ra và chúng ta vệ sinh cái này nó rất là sạch. Đấy cái hai U10 đây thì ở đây nhá, ở chỗ này bên này nó có một cái chiếc áp chỉnh thế này thì bác chỉnh theo chiều kim đồng hồ một chút xíu thôi. Trong chúng ta nấu nếu mà U10 vẫn còn U10 chúng ta lại chỉnh lên một chút xíu nữa, cứ chỉnh từng tí một các bác nhá, chỉnh từng tí một. Ok chưa? Đấy là cái cách tháo mặt nạ và chúng ta vệ sinh cái miệng này. Đây các bác thấy nhà em con nào em cũng tháo ra vệ sinh hết cái mép này các bác để sạch bóng luôn. Đấy mặt trước mặt sau thật là sạch đẹp luôn nhá các bác nhá. Đấy em thì em có sao biết gì em chia sẻ các bác luôn, chả biết gì phải giấu cả đúng không ạ. Đấy là cách tháo cái mặt nó ra và vệ sinh cái mặt bên trong này. Đấy các bác nhá, nòng con này đẹp nhá, nòng đẹp, nòng đẹp này, bên ngoài này mạ đồng này, sáng quắc này, viền rộng nhá, viền rộng đúng đời đầu luôn. Đấy, nòng đây có một hai điểm chấm cám nhỏ xíu ở giữa thôi. Đấy còn lại là ống ánh kim tuyến này, ống ánh kim tuyến nhá, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây một hai điểm chấm cám nhỏ xíu đây như cái đầu tăm, nhìn thấy chưa. Đấy, còn lại là đẹp này, bóng luôn nhá, bên ngoài đáy còn đẹp nhá, mạ đồng sáng quắc luôn, răng xanh mướt này, răng xanh mướt nhá, răng xanh mướt. Còn về dòng này thì con nào cũng sẽ vàng ở đây thôi vì toàn bộ nhiệt độ khi nó bay hơi ra nó tập trung ở đây hết. Ngon này này các bác nhá, viền inox rất dễ vệ sinh, bên trong sạch bóng này, bên trên này em đã vệ sinh các bác ngon lành rồi, răng phụ còn đẹp đấy, mềm nhá các bác nhá. Đổi màu thôi chứ còn không bị rách nát đâu. Đấy, xong đây đấy. Ngoại hình đẹp đây, nút và gạt còn đẹp nhá, Panasonic mã mã số 11 ngày mùng 5 tháng 5 để các bác bao nhiêu 750k xong xong đẹp các bác nhá, 750 Panasonic 750.000 ngoại hình đẹp. Tiếp theo đây bác một em Joy DOC đi. Joy DOC. Cao dần đi hát nhé, con này màu này đời cao rồi. 2019 á, 2019. Sản xuất năm 2019 các bác nhá. 2019. Lại dây còn đẹp này. 2019. Nấu này. Cho UC cao tần IH mã NP VI10 thủy này, âm này, âm nhanh 8 phút này, thủy này, tạo không vo này, thủy menu nấu ăn, thủy hẹn giờ cơm 9 giờ phút các phím động tốt các bác nhá, chuông còi kêu tốt, dây còn đẹp, ngoại hình đẹp. Đấy, sản xuất 2019 này, dung tích 1 lít điện 100V công suất 1105W, có made in Japan nhé, bác nào thích made in Japan có made in Japan ngay đây. Đấy. Nhìn kỹ giúp em, thành quách đây con này đẹp này, 2019 nhá, đây có tí sứt nano đây. Vận chuyển thì nó cọ và nó trước sơn quá nhá, mặt mũi này. Răng xanh nhá, răng xanh. Trong sang lấy con Tifan về đây nào nhá. Răng xanh các bác nhá, răng xanh mướt này. Mặt inox đẹp này. Nòng đẹp nhá, 2019 nòng đẹp, không đẹp nhá các bác nhá, không có chấm chóc gì đâu. Đấy, nòng đẹp. Đấy, bên ngoài để đáy hơi có sức một chút xíu nhá, còn sạch sẽ này, đáy có sức này, bên trong đẹp này, 2019 các bác nhá, lưu ý giúp em. Đây đây bên em bán hàng có bảo hành các bác nhé, tất cả các sản phẩm em bán đều có bảo hành nên hết tất cả test cơm thay pin dán tem cho các bác đầy đủ. Đấy, các bác yên tâm sử dụng đi ạ. Mã là mã số 12 ngày mùng 5
tháng 5 để bắt này 1.100.000, 1.100.000 nhá, 2019 các bác nhá, 2019 ngoại hình thành quách đẹp này, in ra ban nhá, ngoại hình quách đẹp, in ra ban đáy niếc nên là không bể vỡ nhá, 1.100.000 đời cao 2019 nhá. Bên em bán thì cứ theo tình trạng thôi, còn tất cả bao nguyên dinh nguyên bản cho các bác. Này, nên bác một em Panasonic nhá, mã là SRHX nhá, đời X thì là nó sẽ là nòng dày nhá, SR. Đấy, màu độc nạ này, màu như ở màu xe Dream này. Đấy, Panasonic mặt mũi còn đẹp này. Đấy, đây có những vết sức mờ đấy nhá, sức mờ. Đấy, bốn xung quanh này sản xuất năm 2017 nhá. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200, có mã là SR HX1025. Đấy, thành quách liền là không bể vỡ nhá. Mặt mũi thì có những vết sức mờ. À, ngắm giúp nhá. Nòng son đẹp không tì vết nhá. Nòng son đẹp và dày. 2017 các bác nhá. À, đáy ngoài này hơi có sức sức một chút xíu này. À, lòng nồi bên ngoài mạ đồng, bên trong phủ kim cương nhân tạo. Rất là bóng nhá. À, 2017 các bác nhá. Đây, vẫn có cái hạt cát này, nhỏ xíu xíu đây. Nó giống như kiểu là cái bóng kim cương. À, ok chị ạ. Răng xanh. Ừ, răng xanh. Giá nồi bây giờ nó cũng nhỉnh hơn trong năm rồi các bác. Còn là đầu năm, một vài lô đầu năm đấy còn rẻ rẻ, bây giờ bắt đầu nhỉnh dần lên rồi. Đấy, đẹp nhé các bác nhá, đẹp. 2017 răng xanh nòng đẹp, ngoại hình đẹp. Ngoại hình thì nói đẹp là cũng không tỉ vết là không phải đâu, vẫn có những vết xước sát đây các bác nhá. Xong đẹp nha, xong dày nha, bạn nào thích quyền inox 4 xung quanh. Đấy, vẫn có những vết xước mờ mờ thôi. Lại điện đóm này, cảm ơn các bác xem. Dây đẹp nha. Ừ. Nấu này, bạn ai thì siêu bền các bác nhá, bác sử dụng. Ở khu vực nhà mình mà không có thợ sửa thì. Với thứ hai là em cũng lưu ý các bác là cả nhà mình mà chẳng may cắm nhầm điện thì liên hệ với bên em nhá. Đấy. Nhưng nhiều bác là để ở quê, thợ người ta không có đồ, người ta không hiểu. Người ta sửa coi như mang lên chỗ em là vứt đi luôn. Đấy, mang lên, thực sự mang lên là vứt đi. Hâm cơm này. Đấy. Vì người ta không hiểu, người ta không kể, tháo ra còn chưa biết cách tháo ấy, đừng nói là sửa. Đấy, dây hút hết nha các bác nhá. 2017, song rong đẹp. Mã số 14. Ngày mùng 5 tháng 5 để bác bao nhiêu đây? 1050. 1.050.000 các bác nhá. Panasonic, đấy, màu độc lạ Bình Dương. 2017 nhá. Đây, sức mờ thì không phải tránh khỏi đâu, thành các bằng nhựa, bác yên tâm đi, thành các bằng nhựa. 14 15 nên cho bác con này chưa dùng, tại sao chưa dùng, qua tháo ram thay pin bên trong mà nó không có một tí bụi nào luôn, không có một tí bụi nào đâu, bác nhìn cái sợi dây của nó kinh chưa. À, sợi dây mới tinh luôn. Một em Mitsubishi có quay sách. À, sản xuất năm 2011, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1015W, có mã NJKH10S. Này, mặt mũi đây, đẹp nhá. Này, đây có sức nano dán cái tem đây là hết. Dán một cái tem vào đây nhá. Này, dán đây. Bà chủ dán cho cái tem vào đây, tem đăng ký đâu. Này. Bà chủ nồi cơm điện. Nên cao vừa thôi. Nó ở dưới cơ mà, dán vào đúng giữa nó mới đẹp. À, đây các bác nhá, đẹp ngay đúng không ạ, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. À, đẹp khoe đa xấu xa đấy lại, đẹp chưa ạ. Đây, chỗ này hơi cấn móc một chút xíu này, không ảnh hưởng gì đâu các bác nhá. À, không có một tí xước nào, không có một tí nano nào, vì con này người ta dùng đánh giá là chắc là dùng vài lần. À, sợi dây nó này đẹp chưa ạ, uy tín chưa. Pin thay rồi nhá, hôm qua tháo năm thay pin. Bên trong cực kỳ là đẹp. Nấu này. Con này thì 15 phút cuối nó hiện phút các bác nhá, không hiện phút ngay từ ban đầu đâu. Đấy. Thủy này, hâm này. Thủy này. Hẹn giờ cơm chín này, phút này, giờ này. Thủy này, menu các chức năng nấu ăn này. Đấy. Chọn gạo này, gạo trắng, gạo không vo, gạo nứt này. Đấy. Nấu nhanh này. Đấy. Hâm này, các phím hoạt động tốt các bác nhá. Các phím hoạt động tốt, dây của nó em kết cái sợi dây này cực kỳ luôn, mới và đẹp to này chứ. Nói chung thằng Mitsu nó làm cái dây rất là to. Đây,
cái gì nói nó chưa dùng nó phải có cơ sở nó nghe, mở ra bên trong này như băm bổ như ma ấy, bảo chưa dùng đây, bao nhiêu thấy chưa, cái này phải 99% từ những cái viền nhựa đó nhá, chưa hề có tí canxi nào bám này, cái răng này độ bóng còn nguyên. Nong rồi này. Đây, bên ngoài này. Bên trong này. Đấy đẹp chưa? Một vài điểm sức môi mờ thì có nha, còn chấm chóc hay là sức đông mèo là tuyệt đối không nhá. Con này nóng bao đẹp luôn nhá, rong rong đẹp bên trong đây qua nhìn. Nó mới kinh khủng luôn. Đấy. Con này rất là lướt luôn. Này bên trong. Đấy. Song rong là như mới rồi. Bên ngoài vận chuyển thì khó tránh khỏi chưa sát các bác nhá. Đấy. Mitsubishi. Quay sách. Đẹp, không tì vết. Mã số 15. Đấy, 5 tháng 5 để các bác nào bao nhiêu? 700k. Tiền nào của đấy các bác nhá. À, có những con bán chỉ 300-400, có những con bán tới 700.000 thì nó rất là mới. Lại Panasonic van dài các bạn này, Panasonic van dài phun xương bùa à, điện này siêu bền không ạ, cơ mềm, sản xuất năm 2013, dung tích 1 lít điện 100V các bạn nhá. Này nấu trước này, nấu này hủy này, hâm này hủy này, menu nấu ăn này hủy này, hẹn giờ cơm chín giờ phút nấu hủy. Ok, điện đó là ngon lành rồi. Test cho các bác đâu đấy, test cơm cho các bác nhé. Con này toán dây từ trong này. Dây hút thì hơi kém các bác nhé. Dây hút thì hơi kém. Hút hết không? Gần hết các bác nhé. Dây hút thì hơi kém. Mặt mũi đây, đây có tí xước ở đây các bác nhé. Panasonic đây. Mặt đây, phun sương mù ẩm này. Này, thành quách đây. Đại điện này là không bể vỡ nha, sản xuất 2013 này. Này, điện 100V này, công suất 1200W này, có mã là SR SI102G nhá. Này. Mặt mũi đây nhá. Ngắm giúp em. Đấy, răng này xanh mướt này. Răng xanh mướt nhá. Răng xanh mướt. Đây, mặt sau này, hơi có canxi một chút xíu nhá. Răng xanh mướt. Nòng nồi đẹp nhá. À, bên ngoài đáy có xước này. Đời 13 thì vẫn nòng ngoài phủ đồng các bác nhá. Đời 15, 16 thì bắt đầu nó mới là bên ngoài phủ gốm. Đấy, nòng có chấm cám như đi ti nhá. Đấy, quay điểm tối phát là những ông nào mà xước cái là chấm cái là nội ra ngay. Được chưa? Bóng kim tuyến luôn. Bóng kim tuyến nhá. Bóng kim tuyến luôn, rất là kỹ. À, phủ kim cương nhân tạo đúng từ tiếng Nhật. Bên ngoài mạ đồng. À. À đây, con này nó thiếu một cái nò xo đây, tí em lắp cho các bác nhá. Đây một cái nò xo đây, em thì nắp răng của con này thì rất nhiều. Đây có một cái nò xo như này để nó bẩy ra nhá. Tí em lắp cho các bác cái nò xo đây do đẹp. À, cho nó chắc nhá. Này, có nhìn thấy không? Đây có hai bên hai cái nò xo này, đây nò xo đây. Đấy con này bật mất cái nò xo đây này. Em lắp cho các bác nhá, yên tâm đi. Bác nhận là có nò xo. Đâu hết rồi? Mã số mười mấy rồi? 16 các bác nhá. Ngày mùng 5 tháng 5 để bác là bao nhiêu? Song rong đẹp nhá. Để bác 840k. 840.000 các bác nhá. 840.000. Đấy. Panasonic thành quách đẹp này. Rong xanh, nòng đẹp, một vài điểm chấm cám ni ti thôi. Bây giờ em sẽ bán nhỉnh hơn đợt trước một chút xíu vì thực sự là giá nó cũng lên các bạn. Ấn vào. Đấy.
Tiếp theo em do GOC nhá, con này thì cổ phích là bị đứt rồi, em đã thay cho các bác cái cổ phích khác nhá, cổ phích bị đứt. Và trước em thay cổ phích to nhưng các bác bảo nó to quá nên em đã mua cái cổ phích nhỏ này. Đấy, cái... nấu này, này con này còi đang đó, nó kêu hơi bé đấy, này ten được mấy cái này, hàng lưu kho mà các bác đấy. Đấy, nó kêu. Em sẽ nhìn con này xem nào. Em sẽ thay còi các bác nhá. Thay cái còi khác, đây còi đây. Đây. Nhìn này cái còi của nó. Đấy. Đấy. Nó chập chờn, nó để lâu các bác, hàng để lâu. Đây là cái còi của nó nhá. Em thay cho các bác cái còi khác. Con này hôm qua là lúc test cơ không sao, thay pin rồi. Nhưng mà hôm qua thay pin mà nó lúc kêu nó không này, em đã thay luôn cái này. Đấy. Thay còi khác nhá. Này vỗ vỗ kêu này. Đấy, sẽ thay còi nhá. Nó kêu rất nhỏ. Đấy, kẹt như kiểu là loa nó bị gì dính cốt ấy. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này. Nấu này. Hủy này. Hâm này. Hâm nhanh 8 phút này. Hủy này. Gạo không vo này. Các phí vận hộ tốt các bác nhá. Đấy cái còi em thay cho các bác cái còi khác. Yên tâm đi. Nhà làm được. Đây. Thành vách đây có cấn mềm, cấn nhẹ nhá. Để sản xuất năm bao nhiêu? 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W, min ra ban nhá, min ra ban. Lại có sức nano đây. Mặt mũi còn đẹp này, mặt mũi còn này rất đẹp nhá. Đấy, bởi giờ bốn mũi con này thay pin rồi. Đấy. Này nòng đẹp này. Em mới thay còi cho các bác nhá, thay còi cho các bác. Đấy, cái còi nó như thế. Bên ngoài đây. Đấy, bên ngoài đây. Nhìn giúp em bên trong đây. Đấy. Nóng đẹp nha các bác nhá, nóng rất đẹp này. Đấy. Lớp chống dính sần rất đẹp này. Đấy. Có điểm chống cám đây. Đấy. Răng xanh nhá, răng xanh sạch, răng xanh nóng đẹp nhá. Đấy, bên trên đây con này sẽ thay còi các bác nhá, yên tâm đi, thay còi, thay còi. Đây các bác cái còi khác. Thực ra hàng về thì những cái nồi nó bị hỏng cũng nhiều mà. Đây, còi trước đây, tháo luôn cái còi của cái mạch con này, nắp sang các bác. Đấy. Còi zin nguyên bản của cái nồi các bác nha, chứ không phải là lấy những cái còi linh tinh thay vào đâu. Vì linh tinh thay vào nó không vừa, nó không cùng điện áp, nó không kêu được. Đấy. 2014 nhá, ngoại hình thành quách thì có cấn móc nhẹ ở đây. Đấy, 2014, đấy, thay cổ phích. Đấy, còi em sẽ thay các bác bao kêu luôn. Đấy. Xong rau rất đẹp nhá, mã 17 ngày 5 tháng 5 để các bác bao nhiêu đây, 720k, 720.000 thôi nhá. Đây các bác nhìn lại cái xong này, xong đẹp nhá. Đấy, bên ngoài thì hơi họ nấu ăn ấy, nó hơi ngả màu một chút xíu. Đấy. Bên trong đẹp, 700 các bác nhá, 700 đi, 700.000. Thay còi nhá, yên tâm đi ạ. Như thay pin rồi mà. Tiếp theo đây có bác một em Nationa. Một em Nationa. Có mã là RSRDG10V7, mã rất dài. Em Nationa đời cuối rồi đây. Mặt mũi còn đẹp nhá. Mặt mũi còn đẹp. Pin nước thay rồi nhá. Đấy, em chuẩn là của nó này. Đấy. Con này thành quách cũng đẹp này. Sản xuất 2004, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, 2004 nhá. Đấy, em này vậy là bao nhiêu? Chẵn 20 năm rồi. Đấy, dây nó còn đẹp này. Đấy, sử dụng rất là giữ gìn các bạn nhá. Và sử dụng ít. Trong đồ Nhật thì dùng thoải mái quá nhá. Nấu đây. Linh kiện của nó tốt lắm các bạn. Tháo ra bên trong linh kiện làm đẹp, dày tốt, hủy này. Đấy, hâm này, hủy này. À, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ phút nấu này, hủy này. Đấy, các phí còn đẹp nha các bác. Đấy, cái này mặt còn đẹp này, chưa hề bị xước đây đâu nhá, mặt nó làm kiểu xước xước này rất đẹp này. Đi ở bên trong này nóng đẹp nhá, nóng cực đẹp luôn đấy ạ, nhưng mà là nóng đẹp vừa vừa đâu, vừa đẹp từ ngoài đập vào, đẹp từ ngoài đập vào các bác nhá. Đây bên trong long lanh luôn này, không có chấm chóc gì nhá, không có chấm chóc gì.
một vài điểm sức mua thôi, còn không có một chấm chóc gì nhá, để xa mà nhìn thấy long lanh gì ạ. Đấy, điểm tối này nó sẽ lộ cái phần 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 xước ra, nhưng con này không có một tí xước nào, từ trên mép xuống nhá. Con này nòng cực kỳ đẹp, nòng rất đẹp, loang xanh này. Đấy, ui xanh cả gioăng bên trong nữa, gioăng xanh cả gioăng bên trong nhá. À, đẹp chưa ạ? À, đây xanh cả gioăng bên trong luôn nhá, viền inox nhá, rất đẹp luôn. Cái đời nó chỉ là một phần nữa các bác nhá. À, người ta dùng nhiều dùng ít, có những con về về đời rất cao nhưng mà rất xấu, người ta sử dụng không giữ gì. À, nòng dày cực kỳ dày mà đẹp, đáy còn chưa hề xước nha, con này nòng thì gần như mới tinh. Đấy, như hay bác nào có đang có con bù ẩm, con Natina bù ẩm mà nòng xấu, mua này về cho nòng kia trên đây. Đấy, hai con này ghép được vào nhau thoải mái nhá. Mã là mã số 18 ngày mùng 5 tháng 5 để bác bao nhiêu? Xin bác nồi này 790k. 790.000 các bác nhá. Vì làm sao? Vì nó như mới. 790.000. Không không. 790.000. Ơ con này sao? Tiếp theo này bác, một em Giorgio này. Con này đời 2018 nhá. Cái băng dính em nốt đi, băng dính đi nhá. 2018 các nhá. 2018 con này dây này. Con nhìn sợi dây. Đủ mới chưa ạ? 2018. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1100W. Đấy, made in Japan đây. Đấy, có mã là gì đây? NVK AVA10. Đấy, made in Japan nhá. Thành vách đây. Mặt mũi đây. Đấy, nó mũi thành quay. Đấy, điếc nên là không bể vỡ nhá. Dây rất là to và đẹp. 2018 đời cao. Nấu này. Chuông còi kêu tốt nhá. Hủy nha. Hâm này. Hủy nha. Hẹn giờ cơm chín này. Giờ này. Phút này. Hủy này. Gạo không vo. Hủy menu nấu ăn. Hoạt động tốt các bác nhá. 2018. Dây rất đẹp. Đấy, mặt thấy mũi còn đẹp. Ui, con này nóng đẹp luôn các bác nhá, nóng rất đẹp luôn. Này, đáy ngoài đây hơi xước một chút xíu đây nhá, sạch này. 2018 này, một vài điểm xước muôi thôi, không có chấm chóc nhá, đời cao ạ. À, đây em để điểm tối này nó sẽ nộ những phần xước ra. 2018 loang đây, loang rất xanh nha, xanh mướt luôn này. 2018 loang xanh mướt luôn, bên trong sạch bóng nhá, bên trên đây. Điện nó ok, bây giờ là 7:51 rồi. Mã số 19 ngày bao nhiêu đây, ngày mùng 5 tháng 5 để bác con này 1 triệu chặn nhau nhá, để ra bác con có giá 1 triệu. 2018 gọi anh đánh quách đây, 1 triệu bác nhá. Yoshi cao tần IH, thương hiệu con voi vua được bếp Nhật Bản. Tiếp theo là em Panasonic mặt vân đá đây, nhiều bác săn tìm Panasonic vuông mặt vân đá đây, SRHX107 nhá. Đấy, mặt mũi con này đẹp này, màn hình chưa bị xước mấy này, bốn xung quanh đây. Đấy, viền này nó làm cái viền này trông rất là khác màu đẹp nhá. Đấy, sản xuất 2017, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W, giống với con màu vừa nãy nhưng mà là màu trắng này, mặt vân đá nhá. HX107 này, mặt vân đá nấu này. Hủy này, anh giờ cơm chín này, giờ này, phút này, nấu này, hủy này, hâm này, hủy này, chọn gạo này, hủy này, menu này. Ok các bác nhé, các phí mà động tốt Panasonic siêu bền. Đấy, cơm ngon mềm ngon nhá. Đấy, mua về sử dụng thoải mái đi các bác, chỉ lưu ý giúp em đừng cắm nhầm điện thôi. Này gioăng nhá, gioăng xanh này, ám màu có một chút xíu thôi, nói không với hóa chất nhá, không hóa chất. Mặt trước mặt sau đây,
lòng đây, lòng dày nhá, lòng dày như con kia. Ăn ít thì lòng dày hơn, đấy cũng có xước nhiều hơn con kia nhá. Bên trong lòng đây, đây có một điểm chấm đây, nhìn thấy chưa? Đấy, một điểm chấm. Hôm nay các con đi học không? Chiều mới học à? Đấy. Đấy. Lòng dày nhá. Đấy, bên trong sạch đẹp này. Lòng nồi có chấm trước. Đấy, con này thì giá bình dân thôi. Mặt thì đẹp, bên ngoài ngoại hình thì rất là đẹp nhá. Mã là mã số 20. Ngày mùng 5 tháng 5 để bao nhiêu? 880k. 880.000 nhá. 880.000. 21 tiếp tục lên cho bác một em Bana van dài. Bana van dài phun sương bù ẩm màu đỏ nhá. Bana van dài phun sương bù ẩm màu đỏ. Sản xuất năm 2017, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, có mã SRSI 106G. Đấy. Đấy, điếc liền là không bể vỡ nhá. Đấy, mặt mũi đây có sức nano. Đấy, chỗ này chưa bị hề bị xước nhá. Đấy, mặt có sức nano nhá con nhá. Đấy. Những con màu đỏ này về, con này có chức năng nấu cơm cháy. Săn nano đây. Gần như cái con màu đỏ này hay cái con màu trắng bạc thế. Rất hay bị xước. Đấy, về tổng thể. Hôm quay các bác xem. Đấy, đây có xước đây này. Đấy, có vết đạch dao đây, lúc bóc ni lông vào đây, xước đây. Đấy. Hủy này. Nấu này. Hủy này. Hâm này. Hủy này. Menu nấu ăn này. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này, giờ phút nấu. Này. Bây giờ là 7 giờ. Thì phải chọn xa này các bạn. Rất nhiều chức năng ngon, hẹn giờ cơm chín này. Chờ em tí. Hẹn giờ cơm chín. Hẹn giờ cơm chín thì bấm đây không được rồi nhỉ? Thì em thì chưa biết sử dụng. Đây là chức năng nấu cơm cháy các bạn nhá. Hẹn giờ cơm chín này. Có cái gì đang sai sai à? 17:30. Mười tám giờ. Ô. Hẹn giờ cơm chín. Chị ơi, nghiên cứu này đi đã. Đây, một con Nationa nhá. Em Nationa, mặt mũi thành quách đây, có sức nano nhá, có sức nano. Đấy, thành quách này còn khá đẹp này. Sản xuất 2004, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W thành quách đây. Đấy. Mặt mũi có sức nano nhá. Đấy, mày còn đẹp à. Điện đóm này. Hẹn giờ thử cái này. Nấu này, ngon ngay, ấn cái được luôn. Đấy, hâm này. Hủy này, menu này. Đấy, hẹn giờ 9 phút nữa này. Đấy. Ok các bác nhé, các phiếu đồng tốt, chuông còi kêu to, dây còn đẹp này, dây còn đẹp nhá. Đấy, hút hết luôn. Bên trong xong là có xước lông mèo rồi, trong rất dày nhá. Bên ngoài có xước này. Bên trong có chất lông mèo nhá, mua về nấu trải nghiệm hoặc là để dự phòng chẳng may cái nồi nhà mình nó có vấn đề quá nhá, em bán giá rẻ thôi. Có sức lông mèo, bao bác cũng dính cơm nhá, thoải mái đi ạ.
Tấm pin nấu à? Chứ ăn nấu cũng phát được ngay mà. Rang xanh nhá, rang xanh. Bên trong đây đẹp à? Nhưng mà phim nấu không thôi, đừng có hẹn giờ nữa. Phim nấu bị cấn à? Nhưng nấu cơm được rồi cơ mà. Con màu đỏ của nó là bị cấn phím nấu mà, chứ không phải là ở phím hẹn giờ có vấn đề mà phím nấu có vấn đề. Nhờ. Biết vậy đã. Con này để lại các bác nhá. Hôm nay cũng lên nhiều nồi rồi. Ok chưa? Hôm nay để các bác con này bao nhiêu? 480 nghìn nhá, vẫn bảo hành, vẫn bao ship thôi nhá. Đã. Pin thay rồi. Mã số 21 ngày 5 tháng 5 để các bác 480k. Bán có bảo hành có bao ship các bác. Em lên một hai mã bàn nà các bác nhé. Có một bác giận bàn nà hôm nay em mới lau chùi đây. Đây bàn nà, đầu tiên là một em Tifan. Em Tifan VIP nhá. Hàng của Pháp đấy. Tifan. À, này. Tifan. Rất là to nha, bàn nà rất là to nhá, Tifan. Con này phím gạt này em nghĩ là chuyển được điện này, đúng không các bác? Không biết là chuyển được điện không nhỉ? Tifan nhá. Đây. 1400W này, Tifan. Chưa nhìn được ở bên dưới này là cái đây. Nó bóp bóp hơi nước ở đây nhá, bóp bóp hơi nước ở đây. Đổ nước vào đây. Đấy. Tifan nhá, mặt đây. Cực kỳ đẹp luôn này. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Tifan nhá. Phím bấm này rất trông rất điệu đà. Đấy. Con này thì em chưa biết là có chuyển được điện không, về là phím gạt như này thì chưa biết là bên trong nó là điện tử hay là nó là phím cơ. Em nghĩ là chuyển được điện đấy. Đây đẹp chưa. Tifan nha các bác nhá, cắm điện đấy, hàng về nhiều chưa có thời gian động đến. Đâu rồi? Này đây, nó lại sáng ở đây rồi bạn. Này là cái gì? Ấy da, đã nóng rồi. Này, nó sáng ở đây rồi, nhà nháy đèn đây, đi pha. Trông rất to, giống như kiểu nó cái du thuyền đấy các bạn. Mình xem cái này là cái gì? Đấy. À, cái này là tự động tắt này. Cái này là nguồn điện đang được cung cấp này. Bên này là nguồn điện hoàn thành này. Cái này là khởi động lại này. À, cái này có cũng phím bấm này các bạn. À. Khi nào mà nó xong thì nó đấy, đủ nhiệt rồi nó sẽ nhảy nhảy đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Ok các bạn nhá. Tifan rất là đẹp luôn. Này em nghĩ là chuyển điện này. Ái dạ. Chuyển điện các bạn nhé. Đi pha. Rất là to. Hộp đây. Bàn nà lớn đấy nhá. Bàn nà rất là lớn đấy nhá các bạn nhé. Đấy, bác nhìn đây. To này cơ mà. Hơn 2 gang, cao hơn gang. Bàn nà lớn nhá. Đi pha là nổi tiếng rồi. Con này em nghĩ là chuyển điện. Mã số 22. Ngày 5 tháng 5 để các bác nào cái này bao nhiêu? 850k. 850k cái giá cả ship rồi nhá, một em Tifan hàng của Đức nhá. Đấy. Rất đẹp nhá, Tifan. Đấy. Đây nên bác một em Panasonic. Đấy, con này cũng chuyển được điện này. Con này cũng chuyển được điện. Đấy. Này. Mặt thì không được đẹp mấy. Con này giá bình dân thôi. Chuyển được điện nhá, giá bình dân. Đấy, bàn là nhỡ. Đấy, hộp nước còn đẹp này. Đấy, giá bình dân này.
lại không vào điện nữa, lại xấu này còn không vào điện nữa kìa. Như các bạn là xấu nó vào điện đâu. Không vào điện các bạn. Ê mà chán. Ô, để xử lý sau đây. À, không vào điện là dây hút để còn không được khỏe mấy nữa chứ. Em nhập luôn bàn là này có khi nổ. Chưa động gì đến ạ, nhưng mà đây. Về mấy con đã như này rồi thì không vào điện, xem con khác nào. Đây con này mặt đẹp hơn tí này. Mặt đẹp hơn tí. À, bình nước con đẹp này. À, mặt đẹp hơn được tí các bạn này. À, để xem quan trọng nó có vào điện không đã ấy. Ơ con này lại không có dây. Đây đây, lấy cái dây con này. Hai con giống hệt nhau. Lấy dây con đỏ. Nhớ con này hỏng dây đây này. Cái okay. Thôi không bán đấy. Ít ngay con bản nà thì nào nó lại nổ, lúc về kiểm tra mấy con là đã thấy khác bọt rồi. Đây nó con bản nà này các bạn nhá. Đây con này phim bấm điện tử để không chuyển điện các bạn nhá. Này mặt đây, đây hàng cổ nhá, hàng cổ sản xuất 594 của Nationa này, mặt đây nhá, mặt dạng mặt thép nhá, cũng hơi nước nhá. Này, vào điện không nào, quan trọng là nó phải vào điện. Đâu rồi, cái lấy dây đâu? À đây, biết green là con gì? Toàn bộ là chữ nhận. À, con này là con Nationa nhé. Đây rồi, con này có điện rồi. Đấy, phím bấm ngon lành nhá. Bàn nào lớn các bác nhá, bàn nào hơi nước. Ái, à, nóng rồi các bác nhá, nóng rồi. À, đấy điếc còn đẹp này. Con này không chuyển được điện nhá. Con này không chuyển được điện đâu. Vì là phím bấm điện tử nó không chuyển được điện. Đẹp này. Mặt mũi đẹp nhá. Không có có vỡ vỏ đâu. Mã số 23. Cái mã cuối cùng nhá. 23. Để các bác 380k. Cả ship nhá. 380.000 thôi. Bàn nào lớn 380.000 thôi nhá. Đấy, đây là cái mã cuối cùng trong cái video buổi sáng ngày hôm nay, Chủ nhật. Hôm nay em lên sớm, bây giờ 8 giờ hơn rồi, quay cho các bác từ lúc hơn 6 giờ, à gần 7 giờ. Đây là kênh của nhà em, bán hàng của nhà em, mong các bác tiếp tục tin tưởng ủng hộ kênh Ma Cao Đồ Bãi, ủng hộ vợ chồng em các sản phẩm. Cảm ơn các bác rất là nhiều, kính chúc các bác một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên người thân. Hẹn các bác ở những video tiếp theo, xin chào và hẹn gặp lại.